quý vị và các bạn. Tôi Nhật đang ở thành phố Sóc Trăng, nơi tổ chức lễ hội liên hoan ẩm thực đường phố Sóc Trăng, hương vị Sóc Trăng năm 2022. Trong tháng 4 này ở miền Tây Nam Bộ liên tục có những cái lễ hội, chẳng hạn như lễ hội bánh dân gian Cần Thơ, lễ hội mắm ở Châu Đốc, lễ hội hương vị Sóc Trăng, ẩm thực đường phố. Đó là những lễ hội lớn, điểm nhấn cho miền du lịch miền Tây Nam Bộ. Đây là xung quanh khu vực tổ chức lễ hội nhé. Sóc Trăng ngày giữa trưa nắng thì tầm khoảng 35 đến 36 độ C, nhưng mà hiện tại là 3 giờ rưỡi chiều thì nhiệt độ nó hạ xuống còn khoảng 33 độ nha các bạn. Xứ này cũng nắng và gió, không khí cũng trong lành, thành phố nhìn chung rất là sạch sẽ. Dạ, và đây là xin mời các bạn tham quan và trải nghiệm cái khu vực tổ chức lễ hội ngay tại công viên 30 tháng 4 của thành phố Sóc Trăng. Đây là thành phố có cảng biển, cửa biển Trần Đề, nơi đi thẳng ra Côn Đảo rất là gần. So với Bà Rịa Vũng Tàu thì đi từ cửa biển Trần Đề ra Côn Đảo thì nó gần hơn. Hiện tại Sóc Trăng đang muốn đẩy mạnh cửa biển Trần Đề thành một cái cảng biển để làm điểm nhấn cho vùng phát triển vùng Tây Nam Bộ. Lễ hội tổ chức mấy ngày anh cho em biết? Mình tổ chức đến ngày mấy là hết rồi? Bữa ngày 27 tháng 4 giờ đó. Dạ, 27 tháng 4 à. Chắc lấy qua đến tháng 5 anh ha. Qua tới mà 3 ngày 3 tháng 5. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Em tham quan phòng. Đây là khu vực khán đài, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của lễ hội. Dạ, bây giờ mời các bạn đi tham quan một vòng. Sóc Trăng, khi người ta nói đến Sóc Trăng thì thường mình hay nghĩ đến là bánh bía Sóc Trăng hoặc là bún nước lèo Sóc Trăng. Tuy nhiên tại lễ hội này các bạn sẽ khám phá thêm rất nhiều loại bánh khác nhau. Sóc Trăng không chỉ có bánh bía hay là bún nước lèo mà Sóc Trăng còn nhiều loại bánh khác, nhiều loại thức ăn đường phố rất là hấp dẫn. Mời các bạn cùng trải nghiệm. Cái này là đặc sản ở vùng nào em? Cơm lam hả? Thường cơm lam ở vùng Tây Bắc phải không? Vùng núi Tây Bắc. Vậy là em không phải là các cái hộ kinh doanh ở Sóc Trăng, mà mình ở tỉnh khác về tham gia lễ hội phải không ạ? Như quý vị thấy nha, đây là cơm lam, vùng cái món ăn này là đặc sản ở vùng núi phía Tây Bắc của đất nước Việt Nam. Tại lễ hội lần này thì các món ăn này cũng đều có mặt tại Sóc Trăng. Cơm lam nhiều màu. Đây là nem. Nem chạo thịt nướng. Bánh tráng nướng, đây là những cái món ăn đường phố rất là phổ biến tại các cái lễ hội ở vùng Tây Nam Bộ. Tại Cần Thơ cũng có những món này. Đó.
Đây là nguyên liệu chế biến bánh tráng nướng. Có con ruốc khô, hành phi, hành lá. Hành lá này để nắng quá hơi héo. Cái này rồi, mời quý vị tham quan và gian hàng khác nha. Đây là gì quý vị biết không? Đây là mắm ba khía, một món đặc quánh là sắc màu của Sóc Trăng. Người miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là người Sóc Trăng, An Giang, ta thích ăn mắm, là mắm rất là mặn nha. Đó. Con ba khía này giống con cua nhưng mà nó nhỏ. Đây là cũng một món ghi dấu ấn là đặc sản của Sóc Trăng. Cái mắm này bao nhiêu một ký vậy? Dạ em bán phần gỏi à. À bán chung với gỏi luôn á. Dạ cảm ơn em nha. Cái mắm ba khía này trộn với gỏi. Gỏi này là bao gồm gỏi đu đủ với xoài. Chân gà nướng. Chân gà nướng nướng. Ủa cho anh hỏi cái quầy mà bán cái đồ mấy món đặc sản của Sóc Trăng là ở đâu? Uống nước lèo hả? Còn gì nữa không em? Không biết nữa. Ngoài hai món đó ra còn món gì nữa không em? Bánh cống Đại Tâm. Bánh gì ạ? Bánh cống Đại Tâm. À bánh cống Đại Tâm. Bánh đóng lá dứa. Bánh đóng lá dứa. Dạ. Còn gì nữa không ạ? Nhiều lắm. À ở đây nghe nói có cái món gì bánh phồng tôm vuông gì à? Cũng là ở chỗ Sóc Trăng mình phải không ạ? Bánh phồng tôm vuông. Dạ. Bánh tầm có phải là đặc sản Sóc Trăng không? Bánh cống. À dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Chả xôi hột hột nhìn hấp dẫn quá ha. À. Đằng xa xa là một cái gian hàng bún nước lèo Sóc Trăng. À, mời quý vị vào tham quan coi nó có cái gì khác so với bún nước lèo ở An Giang hay Trà Vinh ha, hay là Sài Gòn quý vị nhé.
Chào chị. Chị cho em hỏi là cái bún nước lèo Sóc Trăng ở đây nó có cái gì khác so với là những vùng khác và vùng tỉnh khác hả chị? Ở đây thì đặc biệt là mắm mắm cá đồng. Mình có mắm mắm cá sặc đó luôn mà mình làm bằng mắm cá đồng á. Dạ. Mình đặc biệt cái đó. Mắm cá đồng. Cái vị mắm cá đồng. Còn cái thứ hai nữa là nước lèo bì với cá tôm. Dạ. Thì đặc biệt cái hương vị là mắm cá đồng của ở đây thôi. Dạ. Mình nấu lên. Thay vì những cái vùng khác, những tỉnh khác thì người ta nấu bún nước lèo bằng mắm cá gì chị? Cái tùy theo vùng à. Tùy theo vùng. Tùy theo vùng. Còn ở đây thì mình đặc biệt ở đây là mắm ở đây mình làm, mắm mắm của Sóc Trăng mình làm. Dạ. Hương vị thì có xả, thì cũng hải bún thôi vậy đó. Dạ. Chị bán cho em một tô ăn thử. Dạ dạ, cho em quay tí, em đang làm vlog cho kênh Sắc Màu Chợ Việt. Em phát triển cái hàng hóa với lại những cái đặc sản của vùng miền. Hồi nãy giờ tại vì nắng quá cô dẹp đồ luôn vô dạ. Là chút xíu là mát cô đem đồ ra. Đồ dạ. Ăn nhiều lắm. Cái thành phần của nó bao gồm những cái gì chị? Mình bán ở đây là thịt heo quay. Dạ. Mình ta gọi mình luộc mình trộn mì á. Dạ. Mình trộn mì. Rồi cá lóc dĩa bỏ xương. Vậy thôi à. Dạ. Có mấy món thôi nhưng mà đặc biệt cái là hương vị của cái nồi nước lèo đó. Dạ. Dạ. Cái này ăn kèm với rau sống các loại. Dạ. Đây là ăn với hẹ rồi nè, rau chuối cây rồi nè. Dạ. Mấy bọc đây, cái này đem về quê mấy bọc đây. Mấy bọc này chị ba. Quý vị đừng tắt màn hình nhé, hãy chờ nha. Chúng tôi sẽ ăn thử một tô bún nước lèo Sóc Trăng tại tỉnh Sóc Trăng, tại lễ hội ẩm thực đường phố hương vị Sóc Trăng, và cho quý vị một cái cảm nhận như thế nào, cái vị như thế nào so với là các cái loại bún nước lèo ở các tiệm ở Sài Gòn hoặc là các cái tỉnh miền Tây Nam Bộ khác. Quý vị đừng có tắt màn hình nha, tiếp tục theo dõi kênh Sắc Màu Chợ Việt. Cảm ơn. Và đây là tô bún nước lèo tại Sóc Trăng, tại lễ hội ẩm thực Tinh Hoa hương vị Sóc Trăng. Đây là rau ăn kèm. Trước khi ăn tô bún nước lèo này phải nặng thêm một chút tắc cho nó có vị chua. Cái muỗng này nó to, nó không có tròn và dài, mà cái muỗng này nó phải có vẻ giống như hình con thoi ha. Nó mới đúng bài của khi mà ăn bún nước lèo, để cái gì mình múc nước mình húp. Đó, trước khi ăn mình phải thử cái nước coi sao. Nấu bằng mắm cá đồng thì nó cho cái vị ngọt thanh nhẹ. Này nó không có gắt như cái bún
mà còn bằng mắm bồ hóc như kiểu ở vùng An Giang. Cái miếng cá lóc ngon. Thịt heo quay thịt heo quay nó có chút mỡ. Ở Sài Gòn á thì cái phần da này nè nó rất là giòn, da này rất là giòn, ăn vào mình cắn một cái có cảm giác lắm, nhai nó kêu rột rột, nó giòn. Rồi ở đây chắc có thể là do trời nắng nóng hoặc là người ta để từ sáng đến giờ nó hơi xìu cái phần da, da mà da mình quay hơi xìu. Miếng cá lóc thường người ta hay chấm với nước mắm me nha, nhưng mà mình ăn mình cảm thấy cái vị nó vừa phù hợp với mình không ăn quá mặn cũng không ăn quá ngọt, không cay lắm nên mình không có chấm, chứ thường hay chấm nước mắm me. Tô bún nước lèo ở đây có 2 miếng cá, 2 con tôm, 3 miếng thịt.
Dạ, thì cô chú đến từ đâu ạ? Cô chú ở Sóc Trăng hay là ở tỉnh nào ở miền Tây? Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Dạ. Thì cô chú ăn cái bún nước lèo Sóc Trăng á, cô chú nhớ nhất là cái vị gì? Vị mắm. Vị mắm. Dạ. Vị mắm với rau. Dạ. Rau là có rau muống. Dạ. Với chuối. Dạ. Chuối bắp chuối với chuối này nè. Dạ, chuối sắt. Dạ. Chú thường ăn ở tỉnh nhà hay là chú còn ăn thêm ở uống nước lèo Sóc Trăng ở Sài Gòn hay là ở những tỉnh khác nữa không? Tôi cũng có tham quan mấy cái tỉnh khác. Dạ. Nước lèo mà không có qua lại Sóc Trăng đâu. Dạ. Dạ. Bún ở Sóc Trăng cái cọng bún nó mềm nhỏ. Dạ. Còn bún Bạc Liêu thì cọng bự rồi cứng. Dạ. Rồi nói về cái vị là nước lèo á, không có qua Sóc Trăng. Dạ. Tôi đi nhiều nơi cũng đi du lịch nhiều nơi nhưng không có qua Sóc Trăng. Dạ. Hình như tô bún ở đây nó không có bột ngọt. Nó khi mà con ăn con húp cái nước thử vào thì con thấy nó thanh nó ngọt mà nó dịu hơn, nó không có gắt giống như là bún bạn nấu bằng nó có cái vị bột ngọt. Dạ. Cái này đặc biệt ở đây là nói về cái nước lèo. Dạ. Thấy không, là cũng có mắm vậy. Dạ. Mắm thì chắc có mắm bò hóc không? Cái này không có mắm. Dạ, cái này không có mắm bò hóc. Dạ. Còn mà mình qua bên An Giang này nó uống nước lèo thì nó yeah. Như là cái mùi vậy mắm bên đó nó đặc hơn, nghe cái mùi nó đặc hơn. Dạ. Thì tôi thường thường cũng ra nước Trăng này uống nước lèo. Dạ. Tại vì mình như là Sóc Trăng rồi hương vị nó quen. Dạ. Dạ. Thường ở Sóc Trăng này cái quán bún nước lèo ở quán nào là nổi tiếng nhất kìa chú? Quán nổi tiếng nhất là chỗ quán cây nhãn. Quán cây nhãn hả? Dạ. Cây nhãn qua còn quay á. Dạ. Nhưng mà con nghe ở trên mạng người ta đề xuất là quán bún nước lèo 68 á, là quán nổi tiếng hả chú? 68 gì tôi không có để ý cái đó, nó là dạ, quán cây nhãn. Dạ, quán cây nhãn. Dạ. Nó ngày xưa tới giờ tôi nhỏ tới giờ tôi biết là quán cây nhãn. Chỗ qua cầu quay nó quẹo qua bên chỗ mà ông á. Dạ, dạ, dạ. À, con cảm ơn cô chú, chúc cô chú đi tham quan là trải nghiệm những món ăn vui vẻ. Ở đâu vậy? Ở đâu lại? Dạ, con ở Sài Gòn xuống. Dạ. À, cảm ơn cô chú. Cái giọng nói nó gần như có tiếng Việt người Khmer mình đó đó. Dạ. Có tiếng Việt tận tận không? Dạ, con không phải người Khmer. Con người miền Trung. À, người miền Trung, người Đà Nẵng. Dạ. Nhưng mà sống ở Sài Gòn lâu rồi, xong rồi. Xuống tham quan này chơi hả? Dạ, dạ, dạ. Con ghi lại những cái thước phim để con quảng bá cho cái du lịch của những cái tỉnh miền Tây sau dịch á, thì để khách hàng đồ người ta có những cái trải nghiệm rồi nó trở lại. Dạ. Sóc Trăng thì chuẩn bị với ông chuẩn bị là hướng cái gì du lịch tới như là hướng dẫn du lịch mấy cái tỉnh mà có tiếng du lịch á. Dạ, 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 dạ. 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 Cảm ơn cô chú nhiều nha. Dạ, chúc cô chú. Cảm ơn chị. Dạ. Bún ngon á. Dạ. Dạ. Cá này cá lóc mình nuôi hả chị? Dạ. Dạ, dạ, dạ. 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 Dạ, cái nước lèo nó ngon là do là có cái nước luộc cá, nước dừa tươi cộng với lại mắm nữa. Dạ. Thơm là cái của Củ Hải Bún đó. Dạ, dạ. Nấu với Củ Hải Bún với xả lại cà lá. Dạ. Đúng là cái vị nó thơm mà nó ngọt dịu á, không có gắt giống như là bên An Giang. Dạ. An Giang không có thơm gì rồi, chị mới vừa đi An Giang đó. Dạ. Em dạ anh hỏi lễ hội mắm An Giang hả? Ủa gì có đi. Dạ. Mới tuần trước đây thôi. Dạ. Dạ. Có một quầy đôi chị đi theo đoàn du lịch của Sóc Trăng nè. Rồi hồi đầu tháng 4 chị có ở Cần Thơ không? Đầu tháng 4 ở Cần Thơ có luôn. Có luôn hả? Vậy là lễ hội bánh dân gian đó. Dạ. Vậy đi đâu cũng gặp á, mà mùa này cần mà miền Tây có nhiều lễ hội vui chứ.
Dạ. Thu hút em nhiều ở đâu? Em ở Sài Gòn, em ở Sài Gòn. Dạ, dạ, dạ. Đây là món này cực lắm em ơi, nhưng mà cũng như nghề nghiệp là dưới đây là dạ. Món ăn này là... Chị bán quán này được bao nhiêu năm rồi chị? Chị làm bán lâu làm rồi, chứ nấu lâu rồi, hồi đó giờ. Hồi dẻo bây giờ. Rồi nấu quê mình thì có mấy món ăn này thì khẩu vị là thích, không có bị ngán. Dạ. Nên nó cứ nấu hoài, bán được hoài. Dạ, ở ngoài thì quán mình ở địa chỉ nào, ở đường nào chị? À, chị ở đó thì chị có quán nhưng mà lâu rồi chị không có làm quán nữa. Dạ. Tại chị không có mặt bằng đó. Dạ. Thì ai mướn đi đâu nấu đó vậy. Dạ. Ở đây là cũng của nhà hàng Gạo Tẻ. Nhà hàng Gạo Tẻ nó mướn mình đi nấu. À, à dạ, 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 dạ. Nhà hàng Gạo Tẻ mướn cho mình vô đây mình nấu. Dạ, dạ. Ở trên lễ hội Tấm Thiên Giang cũng vậy. Dạ. Mình nấu cho nhà hàng Gạo Tẻ. Dạ, dạ, dạ. Mình có nghề mà mình bán ở ngoài ngoài đó thì nói chung thì thu nhập của ông cũng không cao. Dạ. Xây mặt bằng thì mắc quá. Dạ. Thì nên cô cứ quán này là quán Gạo Tẻ. Dạ. À, cái này là của nhà dạ. Gạo Tẻ nó có bún nước lèo 40.000. Dạ. 40.000 đồng. Dạ. ăn xong no luôn. Dạ, no và ngon nữa. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, dạ. Lễ hội không thể thiếu món kem khói nha. Trông rất là hấp dẫn luôn. Bò này là làm cái hoa đậu biếc, còn cái màu giống như cái bánh bèo này là cái bánh làm từ cái gì? Gắt hả? Gắt hả? Gắt hả? À, bánh bò trộn với màu gắt. Nhìn màu đẹp quá. À, tự nhiên hết. Còn cái bánh này bánh gì em? Bánh ít trần em. À, bánh ít trần. Ít trần mà nhiều màu sắc đẹp ghê. Dưới là ít trần bột bán. Này là bánh ít trần bột bán hả? Ừ. Còn cái này là bánh da lợn. Bên kia là da lợn, đây là bánh khoai môn. Bánh da lợn. Bên trong là khoai mì sợi. Khoai môn. Khoai mì không hả anh? Hả? Khoai mì không hả? Đưa. Này khoai mì sợi hay gọi là bánh tằm.
đây là cái cơm rượu mùng 5 tháng 5 là ăn diệt sâu bọ nha. Ăn có say không chị? Xinh hả? Còn cái viên trong này là gì, giống bánh phục linh quá gì vậy? Men à, men để làm cơm rượu hả chị? Này cốm dẹp mà. Cốm dẹp là mình làm từ nếp ra hả? Từ nếp ra hả? Dạ, nếp giả. Chị cho em hỏi là thường ngày mùng 5 tháng 5 mà Tết Đoan Ngọ là người Sóc Trăng mình thường hay sử dụng ăn món gì? Coi hay là cúng món gì? Cơm rượu đó. Cơm rượu hả? Có bánh ít trò. Bánh ú nước trong. Dạ. Dạ. Mà trong lễ hội này em không thấy cái loại bánh đó. Bánh ú. Còn cái tục mà ăn bánh xèo trong ngày mùng 5 tháng 5 là để là sao chị? Dạ, có không? Nó luôn đó. Dạ hả? Dạ. Là phong tục đó của Việt Nam mình đó. Dạ. Là ngày 5 tháng 5 là ăn. Không, Việt Nam mùng 5 tháng 5 không ăn bánh xèo. Đó. Ồ, bánh đất đó. Ở miền Tây thôi chứ mà ở Sài Gòn hay ở mấy tỉnh khác không ăn bánh xèo. Không biết, Sóc Trăng này người ta sử dụng cái đó nè. Dạ. Cái gì nãy vô nè. Cơm cái gì? Bánh ú nước cho. Cơm rượu là người Bắc á. Bánh xèo cái tụi ra mua không mùng 5. Dạ đúng rồi. Dạ. Còn cái này của người Khmer. Dạ, cốm dẹp của người Khmer. Cốm dẹp là lẽ tua ghe là gần các người đó. Dạ. Chị là người Khmer hay là người ở đâu? Tiều Lai Khmer. Dạ, dạ. Người Khmer mà mình chào buổi chiều là mình chào sao chị? Ray Sday gì đó. Dạ. Sóc Sơ Bay hai xe. Dạ, dạ mạnh giỏi. Dạ, dạ. Đây là món ăn truyền thống của người Khmer. Ở trong lễ hội Ốc Bông Bo nào cũng có những cái món cốm dẹp nào hết á. Dạ. Nhà nào cũng phải có nó nha. Dạ. Cái công đoạn mình làm cái này có cực không chị? Có phức tạp không? Mình làm nếp xong mình giả ra hay sao? Người làm cực lắm à. Dạ. Gan xong mấy ông nó giả. Dạ. Tay giả. Dạ. Dạ. Còn mình bán thì mình biết cân lại. Chỉ là sàn rồi lựa cho sạch thôi. Dạ, rồi mình nấu mình chế biến lại cho nó ngon thôi. Dạ. Dạ, em dùng ở Cần Thơ rồi. Dạ. Nay 28 tháng 4 rồi, còn khoảng 7 ngày nữa là tới ngày mùng 5 tháng 5. Mùng 5 tháng 5 năm nay trùng với là ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch luôn. Đó là tự nhiên hồi nãy đang đi thì gặp cái cơm rượu. Thì lại nhớ đến nhà văn Vũ Bằng trong Thương Nhớ 12. Thì trong chương mà tháng 4 về thì ông Vũ Bằng có viết là cái cơm rượu này thì không chỉ ở miền Nam mà miền Bắc cũng là một cái món ăn mà truyền thống trong ngày mùng 5 tháng 5. Bởi vì tục lệ là người ta nghĩ ăn cái cơm rượu này về cho sâu bọ nó say xỉn để những điều xui xẻo để đi nó tan biến hết để đón một năm thêm nửa năm nữa làm ăn tháng tới. Dạ, đây cũng là một cái tập tục thôi. Tuy nhiên cái Tết Đoan Ngọ này là xuất phân trừ từ bên Trung Quốc. Đó là tùy theo vùng miền nha quý vị, không phải là cái Tết mà truyền thống của người Việt Nam, cái này là Tết của người Trung Quốc. Do đó là có người thì hào hởi với lại mùng 5 tháng 5, còn có người thì làm cái bình thường, thì đó là cũng là một cái sự lựa chọn thôi. Dạ vâng. Đó, cái này là cơm rượu nè, thấy không? Đó. Chị, cái cơm rượu là mình tự làm hay là mình cũng lấy về mình bán luôn? Tự làm mà cậu. Dạ. Cái công đoạn của nó làm sao chị? Nó sẽ sơ qua giùm nhà mình nghe. 40 năm rồi. À, 40 năm. À, dạ, dạ, dạ. À, dạ. Là chị bán. Dạ. Là cái này là mình học nghề từ đâu chị? Hay là trong gia đình mình làm? Gia đình bên chồng.
Dạ. Bà bán rồi cái ông xã ông cưới á. Dạ. Ý là cái ông dạy nước sen hả? Dạ, nước không ngủ con. Nước công gì vậy? 15 ngàn. Còn cái chai đó, chai bự đi. 15 ngàn chị, mua đi chị, rất là ngon luôn. Chai này là chị này làm nghề 40 năm rồi. Nấu là truyền thống. Chai này mà uống có say say chóng mặt thì uống nước nhiều vô chị, là giả ra hết. Chị có thể nói sơ sơ cái công đoạn mà làm cái cơm rượu này để cho quý khán giả rồi biết không chị? Như men này nè cậu, dạ. Đâm một tí nếp là 4 viên. Dạ. 4 viên với nước muối vậy chấm với nếp. Dạ. Nhưng mà nó nói, nói vậy đó mà dạ, nó khó. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Làm rất là khó. Ăn thua nấu cơm nữa. Dạ. Nấu cơm nhão thì nó hơi chua. Dạ. Nấu cơm dừa thì nó ngon, khô thì nó sạch sống vậy đó. Dạ. Là nó nằm ở trong cái bí quyết là mình gia giảm cái vấn đề mà nấu cơm đó, nước, canh nước. À, xong rồi bỏ men vô. Dạ. Không ngủ để men vô. Dạ, dạ. Nó còn nóng chết một cái. Dạ, dạ. Dạ. Chú, không ngủ đi chú. Dạ, ở đây chị có bán luôn cái men để nấu cơm rượu nữa. Cơm dẹp đi cô, không ngủ cơm dẹp đi. Cảm ơn chị nha, chúc chị buôn may bán đất nha. Dạ. 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 Chị đang làm bánh gì chị? Bánh ống lá dứa. Ở trong đó nó có cái thành phần gì chị? Gạo lá dứa. Dạ. Ở trên thêm topping là dừa với lại đường đậu phụng. Đó là hấp dẫn luôn. Món này bao nhiêu cái chị? Cái 5.000. Dạ. Cái 5.000 ngon bổ rẻ nha quý vị. Ở Sài Gòn bán cá 10.000 lận. Dạ. 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 Đi lễ hội mà ăn hai cái này là no à. Đó, đây. Cái này là gạo mình nguyên sắc luôn đó. Dạ. No luôn thấy không? Béo giờ nữa. Thấy không? Hấp dẫn không? Đó. Quý vị và các bạn Việt kiều về trong cái mùa lễ hội này là mình không thể coi như là không thưởng thức cái món này được nha. Món này là cây nhà lá vườn quê hương. Quê hương Sóc Trăng. Khói bốc lên nghi ngút luôn không? Nhớ vị thanh ngọt của nếp, của dừa. Gạo. À, gạo. Gạo với dừa, lá dưa. Lá dưa. Dạ. Yeah.
Đây là bánh gì mà thấy lạ lạ chị ơi? Bánh dứa hay gì? Cái này dừa xào, bột nếp. Cái màu trắng đó là dừa hả chị? À dừa. Dừa, còn cái này bột nếp. À bột nếp, xong rồi. Xong rồi bỏ lên cái chảo cho nó cháy cháy tí, giống giống như cái bánh xèo, giống như bánh xèo nhưng mà bánh này là bánh bánh gạo. Bánh này bánh rau bột bán. Chén một cái chị. Nhân là nhân dừa xào. Cái gì cho? Ở trần đây nè cô. Bánh cục bán. Dạ đúng rồi. 5.000 một cái hả chị? Dạ đúng rồi, ăn với nước cốt dừa. Rây, cái con bột này là rây cái bột bột nếp. Dạ con móc đầy đủ luôn. Nhai kỹ xong rồi nuốt từ từ. Nhai kỹ nuốt từ từ. À, là từ từ nó sẽ trôi vào giác quan thứ 6 của mình luôn. Vị thứ 6 của mình luôn, ngon ngọt lắm. Thấy sao em? Ngon à, ngọt hay là mặn? Ngọt hay mặn hay chua hay chát? Ngọt hơi hơi chua chua. Ngọt hơi hơi chua chua. Đúng rồi, cái chua cái dừa xào nó hơi chua chua, có vị thanh nhẹ. À, cắn miếng nữa, cắn miếng nữa. Rồi bánh rừng kìa, mua bánh rừng ăn thử thôi. Cái này là nấu cái này là bằng bột nếp à, ở trong là nhân dừa, còn cái này là bột gạo nè. Cái này là thơm lắm, món này thơm lắm, bánh lá dứa. Nên thử recommend, nên thử. À bánh ống. Bánh gừng này là chúng thấy đường nhiều quá nha. Cái gì? Người miền Tây Nam Bộ thích ngọt ngào nha, nên ăn cái gì cũng ngọt hết. Dạ. Ngọt ngào. À. Ngọt ngào đi vào trái tim. Ngọt ngào là lúc nào cũng dễ đi vào trái tim hết. Dạ. Cô đợi con với nha cô. Cái này là bánh ít giòn đó cô. Đây là gian hàng của Hội Nông Dân tỉnh Sóc Trăng. Thì trên màn hình quý vị thấy đây là chanh dây. Thường ở chanh dây nó màu tím tím, nhưng mà chanh dây theo cái
ICO theo cái tiêu chuẩn của hội nông dân Sóc Trăng thì nó màu vàng nha. Cái này thì bán luôn cái cây giống luôn đó là 100 ngàn một cây chanh dây ngọt. Sóc Trăng cũng có thể trồng được cây mận cầu sim. À, đặc biệt đây là bánh phồng tôm vuông nha, bánh phồng tôm vuông thì nó chỉ có ở Sóc Trăng. Ở những vùng khác thì bánh phồng tôm tròn. Sóc Trăng thì nổi tiếng với bánh bía Tân Quê Viên. Đó. Và các món bún nước lèo. Tuy nhiên là ngoài bún nước lèo với bánh bía ra thì bánh phồng tôm vuông cũng là một trong những cái mặt hàng mà gọi là đặc sản của Sóc Trăng. Bánh phồng tôm vuông. Bánh cống à, các loại cây. Ăn cầu này giống ăn cầu Đài Loan, ăn cầu Thái. Trời tháng 4 hơi nắng gắt, nhưng mà quý vị về Việt Nam thì nên ăn thử món sầu riêng. Sầu riêng đặc biệt ở phương Nam thì cái cây sầu riêng hiện nay đang rất là thịnh hành ở các tỉnh miền Tây và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. À, bơ 034 này không biết là có phải ở vùng Sóc Trăng hay không nha, nhưng mà theo nhận được biết là bơ 034 này rất là phổ biến ở bên vùng Đà Lạt, ở trên Đà Lạt. Nước mắm Thanh Phương ở Sóc Trăng là rất là nổi tiếng nha. Ở đây có nhiều loại nước mắm như nước mắm nhãn đỏ, nước mắm 40 độ đạm, nước mắm 60 độ đạm. Chai nước mắm đặc biệt là bao nhiêu độ đạm chị? Cái này là 160 độ đạm đó anh. Thử hai chai sắp chọc cái đó đi. Đó kìa. Đó. Lấy cái chai thử đó. Cái chai nào mà là cái chai 40 cái chai 60.000 á. Chai không 70.000 đi có. 60 độ đạm là cao nhất hả chị? Dạ đúng rồi anh. Bây giờ á chú Quốc Hải nó có làm mà có đâu độ đạm. Có đâu có công nhận vậy. Thì đó bởi vậy chai nó bên đây à. Đó. Là 40. Không, tại vì thì chế về chứ hổng xả chế là biết. Không phải mắm ngon làm chứ. Dưới là biết rồi dạ. Vậy rồi. Rồi. Cảm ơn nghe chế. Mới một rồi, quỷ chứ mới luôn. Rồi. Bye.
Bánh bò mình làm ở đây luôn rồi chú. Dạ. Đây là quầy bánh bò mà mình làm tại chỗ luôn nha. Dạ. Đó, có những cái nồi hấp bánh bò tại chỗ luôn. Rồi, vừa rồi là Nhật đưa quý vị và các bạn đi tham quan một vòng lễ hội ẩm thực đường phố mang chủ đề là hương vị Sóc Trăng tại thành phố Sóc Trăng, một tỉnh đang trên đà phát triển, hiện nay được công nhận là đô thị loại 2 của Việt Nam, nằm ở phía đông của miền Tây. Sóc Trăng như vậy là Sóc Trăng ngoài bánh bía, ngoài bún nước lèo Sóc Trăng, thì quý vị có thể thấy được là Sóc Trăng có thêm một số loại bánh, chẳng hạn như là bánh ống, rồi bánh nếp chiên, rồi bánh bò đó, thì một số cái chẳng hạn, rồi mắm ba khía quý vị nhé. Nên nhớ là những cái sản phẩm mà đặc trưng của Sóc Trăng thì phải kể đến đó là mắm ba khía, bún nước lèo Sóc Trăng. Quý vị đừng quên like, subscribe và comment ở phía dưới để được phát triển kênh Sắc Màu Chợ Việt ngày càng tốt hơn và hấp dẫn hơn để quý vị cùng thưởng thức nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.